Có nhiều bạn đó hỏi mình là mình học tiếng Anh vậy, mình học theo anh hay Mỹ? Mình nghĩ là mình học theo anh Việt. Hồi mình mới đi làm đó, mình nói tiếng Anh đó, cũng ngựa lắm, kiểu đánh lưỡi 2-3 lần vậy đó. Kiểu như là sorry, I'm a bit don't catch your voice, can you explain more? Đó đó, kiểu vậy đó. Rồi sau này đó, đi làm riết rửa chai sẽ nói theo kiểu là don't catch your voice, don't catch your voice, please explain. Kiểu vậy. Thì khi mà ra mình gặp rất là nhiều sếp nước ngoài, họ nói tiếng Anh theo kiểu họ à. Ông người Nhật thì ông nói tiếng Anh, anh Nhật nói hey Tom, can you contact to the international tour Golfu, kiểu vậy. Hoặc là cái ông người Sinh Mã thì ông sẽ nói theo kiểu là Don't who come here today, I'm glad to see you all. Đó. Ông Đài Loan á, thì ông lại nói là hey Tom, can you give me something, I'm hungry something. For ramble, chicken, duck, rice, like this, something like this. Đó, nói kiểu vậy. Hoặc là ông Ấn Độ thì kia I'm an accident, I go to the hospital. Nghe biết cũng quen à. Tại như mình nghĩ á, mục tiêu của người học ngoại ngữ là giao tiếp. Mình nói, họ hiểu. Họ nói, mình cũng hiểu. Và hai bên có thể giao tiếp với nhau sâu hơn về một cái vấn đề chuyên biệt gì đó. Rồi với một cái khả năng phát âm và một cái khả năng speaking của mình ở tới mức tương đối khá, vậy là thành công của cái người học ngoại ngữ rồi. Còn đó là ưu tiên thứ nhất. Còn những cái vấn đề mà nói giống người Anh hay người Mỹ gì cho nó hay hơn thì đó là cực kỳ rất 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 tốt nếu như các bạn luyện tập. Nhưng mà mình nghĩ là các bạn nên để nó ở ưu tiên thứ hai, luyện tập giao tiếp trước, rồi hiểu trước, rồi nói hay sau. Vậy ha.